Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Nạn nhân đầu tiên là cô bé 9 tuổi có tên Agnes. Cô bé được phát hiện chết với tư thế bào thai trong một chiếc túi du lịch. Người phát hiện ra thi thể của Agnes là một thợ mộc 25 tuổi. Theo đó, vào ngày 25 tháng 1 năm 1981, sau khi đi xem phim về tại tầng trệt của khối 11 Toa Peo Lorong 7 thuộc khu dân cư Toa Peo, Singapore, người này đã nhìn thấy chiếc túi chứa phần đầu của cô bé. Không ai biết rằng Agnes chính là nạn nhân đầu tiên của Adrian Lim, một kẻ thất nghiệp và tự xưng mình là pháp sư. Vợ và nhân tình của hắn cũng là hai đồng phạm trong kỳ án này, lần lượt là Catherine Tan Mui Cho và Ho Ka Hong. Agnes bị bắt cóc tại nhà thờ Church of the Risen Christ ở Toa Peo, sau đó được đưa đến căn hộ của Lim. Cô bé bị Lim tiêm thuốc an thần, làm ngạt thở và cả tấn công tình dục. Một tuần sau cái chết của Agnes, Tan và Ho đã liên hệ với mẹ của cô bé và đưa ra lời đe dọa rằng chị gái của Agnes sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng. Lời đe dọa trở thành áp lực đè nặng lên đội điều tra. Tuy nhiên, chỉ với một vài manh mối tại hiện trường, nơi tìm thấy thi thể của Agnes, việc phá án rất khó khăn. Áp lực còn lớn hơn nữa khi lời đe dọa đó trở thành hiện thực. Gần 2 tuần sau khi Agnes bị sát hại, thi thể của cậu bé Gasly Mazuki, 10 tuổi, đã được tìm thấy ở một bãi cỏ chỉ cách nhà Lim, Tan và Ho ở vài mét. Theo đó, khi cậu bé đang chơi đùa với anh em họ của mình ở bãi cỏ trong một sân chơi, thì Ho tiếp cận và giở trò dụ dỗ. Gasly sau đó được Ho đưa đến căn hộ của Lim. Tại đây, cậu bé đã bị đánh thuốc mê, bị dìm nước đến chết đuối. Khám nghiệm tử thi còn phát hiện trên cơ thể của Gasly có 3 vết bỏng ở lưng và một vết đâm bằng vật sắc nhọn ở cánh tay. Tuy nhiên, lần này may mắn đã mỉm cười với đội điều tra khi từ chỗ thi thể của Gasly có một vết máu dẫn đến khu mà Lim ở, tức khối 12, Toa Peo Lorong 7. Hắn đã không nhận ra rằng mũi của Gasly đang bị rỉ máu, đó là sơ hở của hắn. Ông Menon, cán bộ phụ trách bộ phận điều tra đặc biệt của Cục Điều tra Hình sự Singapore cho biết, cảnh sát ngay lập tức đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực và thực hiện khám xét từng căn hộ. Khi lên đến tầng 7, họ đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường. Trong căn hộ kỳ lạ với ánh sáng màu hổ phách và một chiếc bàn thờ cỡ lớn đối diện ngay với cửa ra vào, Lim mặc một chiếc quần dài và áo sơ mi đang rất vội vàng, dường như y sắp sửa chạy trốn khỏi một điều gì đó. Những nghi ngờ bắt đầu được khơi dậy và lớn hơn khi một giọt máu được phát hiện trên sàn bếp. Tôi đã hỏi y về sự xuất hiện của giọt máu. Y giải thích rằng đó là vết máu của những con gà mà y đã giết để chuẩn bị Tết Nguyên Đán, Menon nói. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau đó đã cho thấy vết máu là máu người. Dựa trên những nghi vấn ban đầu, lực lượng cảnh sát đã tiến hành lục soát căn hộ của Lim, từ đó phát hiện ra manh mối rất quan trọng. Bên trong tủ lạnh, chúng tôi đã tìm thấy một mảnh giấy được xé ra từ cuốn sổ ghi chép liên lạc, trong đó có tên của cả hai đứa trẻ, Agnes và Gasly. Mảnh giấy này đã nói cho chúng tôi biết thủ phạm là ai. Lim cùng vợ và nhân tình đã ngay lập tức bị bắt và giam giữ. Cả ba sau đó đã thú nhận đã giết Agnes và Gasly nhằm mục đích trả thù. Menon cho biết vào thời điểm đó, cơ quan cảnh sát đang tiến hành điều tra một vụ cưỡng hiếp đối với Lim. Lim khai anh ta cảm thấy bực mình và tức giận trước hàng loạt câu hỏi từ phía cảnh sát và nghĩ rằng y bị ép cung. Điều này đã khiến y đi đến quyết định trả thù cơ quan cảnh sát bằng cách sát hại trẻ em. Trong việc này, Tan và Ho đóng vai trò là những kẻ đi tìm kiếm con mồi. Lim sinh ngày 6 tháng 1 năm 1942 và là anh cả trong một gia đình có 3 người con. Sau khi bỏ học từ một trường trung học phổ thông, y đã làm rất nhiều công việc, từ một mật thám cho Internal Security Department cho đến một viên thu nợ. Bên cạnh đó, y cũng đã dành 14 năm cống hiến cho Red Diffusion, một công ty truyền thông. Tuy nhiên, trong suốt những năm làm việc, Lim luôn bị ám ảnh bởi những thứ siêu nhiên.
Sau khi theo học những câu thần chú tiếng Malay và tiếng Thái Lan từ một người có tên là Uncle Willie, Lim đã bỏ việc để trở thành một pháp sư tự xưng danh. Y quảng bá rằng y có thể dùng thần lực của mình để chữa lành những vết thương. Y sẽ sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau khi thôi miên và thuyết phục những người phụ nữ ngủ với y để tẩy sạch những con quỷ dữ trong họ. Theo một bác sĩ, Lim đã đến phòng khám của anh ta ít nhất 40 lần để tiêm hormone nhằm tăng khả năng tình dục. Lim thừa nhận với cảnh sát rằng hầu hết các khả năng của y như bói toán chỉ là những mánh khóe để khiến phụ nữ trẻ ngủ với y vì tin rằng điều đó sẽ giúp y kéo dài được tuổi thọ. Bị cha mẹ đối xử lạnh nhạt vì định kiến trọng nam khinh nữ, Tan lớn lên với khao khát được mọi người chú ý, quan tâm và chăm sóc. Năm 17 tuổi, cô rời khỏi nhà sau cái chết của bà ngoại, người mà cô coi là thân thiết nhất, và trở thành gái phục vụ trong quán bar. Năm 1974, Tan gặp gỡ Lim lần đầu tiên với mục đích điều trị bệnh theo lời khuyên của những người bạn trong hộp đêm, để rồi cuối cùng cô bị rơi vào bẫy của gã pháp sư bịp bợm. Sau đó, cô đã chuyển hẳn đến căn hộ của Lim để sinh sống. Khi đó, Lim đang sống với vợ và hai con. Không thể chấp nhận được cuộc sống chung chạ, vợ của y ngay sau đó đã đưa hai đứa con rời khỏi căn hộ. Tan cùng Lim kết hôn chính thức vào năm 1977, sau khi Lim ly hôn. Trong suốt khoảng thời gian chung sống, Lim đã đánh cô và ép cô làm gái mại dâm và làm việc như một nghệ sĩ thoát y. Đồng thời, y cũng bắt cô phải dụ dỗ những người phụ nữ khác ngủ với y. Số phận của họ sau đó cũng tương tự như Tan. Hồ gặp Lim do mẹ của cô đã dẫn cô đến để vị pháp sư có thể chữa trị những vấn đề mà cô đang gặp phải. Cũng giống như Tan, Hồ đã nhanh chóng tin tưởng tuyệt đối vào những cái mà Lim gọi là sức mạnh. Y thuyết phục Hồ rằng cô là một đứa con ngoài giá thú và những vấn đề mà cô đang gặp phải đều xuất phát từ người chồng của cô, anh Benson Lo Ngạc Hùa. Sau đó, Hồ cũng đã đưa chồng cô đến gặp Lim. Trong buổi chữa trị ngày 7 tháng 1 năm 1980, Hồ đã bị Lim chích điện giật đến chết. Hồ sau đó đã nói với cơ quan cảnh sát điều tra rằng chồng cô đã không may mắn bị chết do điện giật sau khi cố gắng bật một chiếc quạt bị hỏng. Trong phiên tòa xét xử, Lim nói rằng y giết hai đứa trẻ nhỏ để trả thù cơ quan cảnh sát sau khi cho rằng y bị ép cung, bị buộc tội hiếp dâm một người phụ nữ bán mỹ phẩm có tên là Lucy Lo Kok Huang. Lucy cũng là một trong những nạn nhân dưới những trò bùa phép lừa đảo của Lim. Ngày 7 tháng 11 năm 1980, cô Lau đã đến đồn cảnh sát để tố cáo về việc Lim đã hãm hiếp cô. Lim sau đó đã bị buộc tội và phải báo cáo với cảnh sát mỗi lần y gia hạn bảo lãnh. Đối với Lim, y cho rằng điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của y cùng người vợ thứ hai và nhân tình. Y nói rằng y không muốn mang tiếng là kẻ hãm hiếp khi sống với vợ. Y cho rằng cô Lau đã ghen tị với vợ cùng nhân tình của y, do đó cô ta đã cố gắng trả thù y. Tôi cảm thấy rằng mình đã bị ép cung và cảnh sát đã đưa ra phán quyết sai. Chúng tôi đã lên kế hoạch trả thù, những đứa trẻ sẽ là mục tiêu của chúng tôi, Lim khai. Tuy nhiên sau đó trước phiên tòa, Lim nói rằng lý do chính của y trong việc giết bọn trẻ là nhằm hiến dâng chúng cho vị thần Kali, người mà y tin rằng sẽ giúp y thoát khỏi tội hiếp dâm và các tội lỗi khác. Vào ngày 23 tháng 5 năm 1983, cả ba đã bị kết án tử hình. Lim chấp nhận án tử mà luật pháp đưa ra, nhưng Tan và Hồ đã tiến hành kháng cáo bằng cách làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần. Tuy nhiên, ý đồ của hai ả đã không thành công, bản kháng cáo bị bác bỏ hoàn toàn.